Sau khi tiểu công chúa 10 tuổi dâng lên làm vật tế, bách tính trong thiên hạ đều cầu nguyện cho cô bé. Không ngờ, cô bé thật sự sống lại, chỉ là cô bé đã quên hết mọi chuyện. Chiêu chiêu, con ở đó có lạnh không? Y phục mẹ làm cho con nhất định phải nhớ mặc vào đấy. Nếu như có hơi chật thì báo mộng cho mẹ biết nhé. Mẹ cũng không biết bây giờ con cao bao nhiêu nữa. Mẹ không thể ở bên con đừng trách mẹ nhé. Nghe nói, đồ cúng nếu như trở nên nhạt nhẽo, chính là đã bị đối phương ăn rồi. Hôm nay con đã ăn gì chưa? Mẹ rất mong là con đã nếm thử rồi. Bên ngoài, Dung Triệt lặng lẽ đứng đó, cho đến khi trời sắp sáng. Hứa Thời Vân đứng đó đến tê cả người. Mẹ già rồi, mắt cũng kém, chân cũng không còn tốt nữa. Miếu thần cứu thế, hôm nay là sinh nhật của ngài, mau dùng một chút đồ cúng đi. Ngài lại thêm một tuổi rồi. Tính ra năm nay mới có 15 tuổi thôi nhỉ. Trên bàn cúng phía trước là gà vịt trong nhà còn chưa nỡ ăn, đặc biệt để dành dâng lên làm đồ cúng cho tiểu thần nữ. Đồ cúng, nữ nhân dường như có chút nghi hoặc. Cô không biết mình đến từ đâu, cũng không biết mình sẽ đi về đâu. Cô đứng trước bàn cúng, thơm quá, thơm quá. Tiếng gõ mõ thật đáng ghét. Bỗng nhiên, vô số ký ức ùa vào tâm trí cô, mọi thứ đều được đánh thức. Ta chiêu chiêu, đây là thế giới của ta, đây là đồ cúng dâng lên cho ta. Hôm nay là lễ thần nữ, tiểu cô nương, mau đến bái thần nữ đi. Thần nữ sẽ ban phúc cho con đấy. Thần nữ trở về, thần nữ trở về. Đây chẳng phải là giọng nói văng vẳng bên tai mỗi ngày sao? Toàn lời kêu gọi trở về. Năm nay chuyện tốt đặc biệt nhiều. Nghe nói năm nay có rất nhiều người từ khắp nơi đến cầu bình an. Chỉ riêng góc kia đã có mấy người ốm nặng ngồi xổm ở đó rồi, đều là đến cầu phúc đấy. Thần nữ là gì vậy? Người không biết thần nữ sao? Ta năm nào cũng sống trên núi, hôm nay mới xuống núi. Thần nữ ký chính là cầu xin ân điển của vị thần cứu thế. Hàng năm sẽ tuyển chọn hóa thân của thần nữ, để cô ấy diễu hành qua các con phố. Nếu may mắn, nghe nói có thể khiến thần nữ nhập vào. Đương nhiên là thật hay giả thì chúng ta cũng không biết. Dù sao thì thần nữ hiến tế là chuyện nhìn thấy tận mắt mà thôi. Nhưng dù là thật hay giả thì đây cũng là ngày để tưởng nhớ vị thần cứu thế. Ngươi nhìn người đàn ông kia kìa, đứa bé trong vòng tay ông ấy mới 3 tuổi đã mắc bệnh nặng. Đại phu nói con bé chỉ còn sống được tối đa 3 tháng nữa thôi. Khi y thuật đã vô phương cứu chữa, thì tín ngưỡng trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Sinh tử do trời, hà cớ cưỡng cầu làm gì? Chuyện này không giữ được, chứng tỏ là vô duyên. Kiếp sau nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại. Không thể nói như vậy được. Sinh tử ly biệt, kiếp này khó lòng gặp lại. Ai có thể lý trí như vậy trước sinh tử chứ? Cầu xin vị thần cứu thế ban phúc bình an. Con gái tôi 3 tuổi rưỡi, tôi xin dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự bình an cho con bé. Sao vậy? Ngươi cũng muốn cầu phúc sao? Lục Chiêu Chiêu cong đầu ngón tay lại, đẩy nhẹ một cái, một tia sáng nhỏ lướt qua. Cha ơi, người con không còn đau nữa, hình như con có chút sức lực rồi. Con cũng muốn ăn cơm. Căn bệnh của ta hình như cũng không còn đau nữa, người ta cũng thoải mái hơn nhiều rồi. Chắc chắn là vị thần cứu thế đã hiển linh rồi. Họ cầu bình an, ta sinh ra đã khỏe mạnh, không bệnh tật, cũng không cần phải cầu bình an. Vậy ngươi muốn cầu xin điều gì? Nếu ta dầm mưa nhiều một chút, có thể xinh đẹp như tỷ tỷ không? Điều đó thì không được, trừ phi ngươi đào cho ta một khối bùn để chơi. Chơi bùn sao? Con gái lớn rồi không thể chơi bùn được, sẽ bị người ta cười cho đấy. Sao mặt vẫn to thế này? Thôi bỏ đi, thần cũng không đáng tin lắm. Ta tên là Nguyên Nhi, tỷ tỷ tên là gì vậy? Gọi ta là Chiêu Dương là được. Tỷ ở dưới núi còn người thân nào không? Hình như là có, chỉ là trong đầu mơ hồ quá, chắc phải mấy hôm nữa mới nhớ ra được. Ký ức của Lục Chiêu Chiêu giống như bị che phủ bởi một lớp sương mù, lúc ẩn lúc hiện. Cô lưu lạc nhân gian đã lâu, nhớ lại được rất nhiều chuyện trong quá khứ của mình. Cho đến một ngày nọ, Lục Chiêu Chiêu đứng giữa khu phố ồn ào, nhìn về phía hoàng cung ở xa xa. Tiểu công chúa sau khi mất trí nhớ đã tìm kiếm người thân suốt 999 ngày, không ngờ người quen đầu tiên gặp được lại chính là cún cưng mà mình nuôi. Lai Phúc, Lai Phúc, Bạch Bạch, Bạch đừng chạy. Chú chó vốn ngoan ngoãn lại chạy vụt đi như một cơn gió. Lục Chiêu Chiêu cúi đầu xuống, nhìn thấy một con chó to đang ngoạm lấy váy của cô. Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ là tiên nữ xuống trần gian sao? Bạch Bạch, ngươi làm ta tức chết đi được, sao có thể chạy lung tung như vậy? Bây giờ là mùa đông, quý nhân trong cung đều thích ăn thịt chó. Người béo tốt như vậy, không sợ bị bắt đi sao? Bạch Bạch xấu xa, ngươi còn chạy nữa là ta không cần ngươi nữa đâu. Để tỷ tỷ chê cười rồi. Cún cưng nhà ta hơi nghịch, gây thêm phiền phức cho tỷ tỷ rồi. Ừm, nó rất đáng yêu, Bạch Bạch cũng rất giống nó. Tỷ tỷ, tỷ là lần đầu tiên vào kinh sao? Trong kinh có tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, Sán Sán nhất định sẽ biết. Năm nay muội bao nhiêu tuổi?
Tỷ tỷ, Sán Sán sắp được 7 tuổi rồi. Tỷ tỷ tên là gì vậy? Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên tiếng chuông vang dội từ trong cung truyền đến, vang vọng khắp bầu trời đêm. Tỷ tỷ, nhà ta có việc gấp. Sán Sán lần sau gặp lại tỷ tỷ nhé. Bạch Bạch, đi nhanh đi, trong cung có chuyện rồi. À, nếu ngươi thích tỷ tỷ, lần sau đưa theo ngươi đi cùng là được. Không biết tỷ tỷ sống ở đâu? Tạm ở nhà họ Liễu ở đường Vĩnh Ninh. Để tỷ tỷ chê cười rồi, Bạch Bạch ngày thường không như vậy đâu. Đi theo chủ nhân của ngươi đi, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nhìn này, vật này rất hợp với ngươi, bèn tặng cho ngươi nhé. Ừm, có vật này, ngươi có thể cảm nhận được ta, ta cũng có thể tìm thấy ngươi. Đi theo chủ nhân của ngươi đi. Tiểu cô nương, ta cũng không nhận kẹo của muội không đâu. Đêm nay trăng sao rất đẹp, bèn tặng ngôi sao trên trời cho muội. Oa, tỷ tỷ, tỷ biết trò ảo thuật sao? Sán Sán thích quá, thích quá. Đây là món quà Sán Sán thích thứ hai. Ờ, vậy còn món quà thích nhất? Món quà thích nhất đương nhiên là ngọc bội mà cô tặng ta rồi. Cảm ơn tỷ tỷ, Sán Sán. Ngày khác lại đến tìm tỷ tỷ chơi. Là một đứa trẻ đáng yêu và TH thú vị. Trong cung, bầu không khí thật nặng nề. Bệ hạ băng hà rồi. Sán Sán lại giơ tay chộp lấy không khí. Không ai để ý thấy cô bé đã lén lút đi ra khỏi cửa điện. Hoàng Gia Gia, người đi đâu vậy? Hoàng Gia Gia, Hoàng Gia Gia, sao người lại bay được vậy? Sán Sán không nhìn thấy cánh của người. Con có thể nhìn thấy ta sao? Nhìn thấy, sao lại không nhìn thấy được? Hoàng Tuyền đến đón chậm rồi. Sán Sán mau về trốn đi. Bệ hạ, thần đến đón người. Bệ hạ là thiên tử, quỷ sai bình thường sao có thể đón người được? Phong Đô đại đế đặc biệt phái tiểu thần đến đón người. Ừm, Dung Thái Tổ, sao người lại chui ra từ trong lỗ vậy? Sán Sán, sao con lại nhìn thấy Thái Tổ? Sán Sán, mau về đi, nơi này là lối vào minh giới, không tốt cho cơ thể của con đâu. Dung Hoàng đang định đưa Tuyển Bình đế rời đi, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện âm thanh kỳ lạ, tiếng sấm vang dội kèm theo cát bụi bay mù mịt, khiến người ta chóng mặt. Sán Sán, Sán Sán, tiểu chủ nhân bị xoáy nước cuốn đi rồi.